như lúc đầu Lê Khánh đã chia sẻ với các anh chị, Meey Land đang đi trên những cái ứng dụng mà đang được thế giới họ ứng dụng rất nhiều vào những cái sản phẩm. Vậy ở đây chúng tôi có anh Hoàng Đường, giám đốc điều hành của Ban Chiến lược miền Nam, thì chúng tôi muốn hỏi anh là Meey Land đã sử dụng công nghệ Big Data, AI, Blockchain vào trong sản phẩm của mình như thế nào? Vâng, xin mời anh. Cảm ơn anh Lê Khánh. Xin chào cả nhà. Liên quan đến câu hỏi Meey Land đang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, Big Data hay là công nghệ Blockchain như thế nào trong các sản phẩm của mình, thì như anh chị cũng biết đấy, riêng trong cái lĩnh vực bất động sản hiện nay trên thị trường, thì để có một cái nền tảng công nghệ mà ứng dụng một cách hoàn thiện để giúp cho người dùng có thể là có những cái trải nghiệm tốt nhất, giúp cho họ có đạt được cái kết quả mong muốn trong cái hoạt động là thanh khoản, đặc biệt là thanh khoản bất động sản một cách hiệu quả nhất trong thời gian nhanh nhất, thì cần có một cái nền tảng hệ sinh thái đang được xây dựng như Meey Land để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của họ. Và hiện nay thì trên thị trường hầu như chưa có một cái đơn vị nào có thể mang lại được cái điều này cho khách hàng, cho người dùng. Thì Meey Land định vị mình là một cái doanh nghiệp tiên phong, anh chị, để giải quyết được những cái khó khăn này, đặc biệt là mang lại cái tính thanh khoản cao nhất cho lĩnh vực bất động sản. Thì cả một cái hệ sinh thái như thế này, chắc chắn khi ứng dụng những cái công nghệ ví dụ như là công nghệ Big Data, công nghệ trí tuệ nhân tạo, thì nó sẽ giúp cho cái việc phân tích dữ liệu của khách hàng, giúp cho cái việc mà phân tích hành vi của khách hàng. Trí tuệ nhân tạo bản chất nó sẽ học hỏi được những cái hành vi khách hàng và mang lại những cái đề xuất tối ưu nhất liên quan đến cái hành vi khách hàng và cái nhu cầu của họ. Đó, và nó giúp kết nối, đặc biệt ví dụ như cái sản phẩm Meey CRM chúng ta hiện nay đang thấy mà Meey Land đã tung ra thị trường đấy. Thì hiện nay nhà môi giới họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc quản lý cái tệp khách hàng cũng như là quản lý cái nguồn hàng, đúng không ạ? Bởi vì đa phần họ đang phải làm việc thủ công, rất là thủ công, và khó khăn rất nhiều trong cái việc mà có thể liên thông, kết nối được nhiều cái thông tin hiện nay về cái nguồn hàng trong cái thị trường bất động sản liên quan đến cái nhu cầu của khách hàng họ. Thì với công nghệ trí tuệ nhân tạo của Meey Land đang ứng dụng trong cái sản phẩm Meey CRM, thì chỉ bằng một vài click chuột thôi anh chị, một vài cái nút bấm trên điện thoại thôi, thì ngay lập tức họ sẽ được đề xuất cái sản phẩm phù hợp nhất với cái nhu cầu khách hàng của họ. Đó chính là những cái sức mạnh vô cùng lớn thông qua cái việc ứng dụng công nghệ Big Data cũng như là AI, trí tuệ nhân tạo, để giúp nâng cao được cái hiệu quả trong công việc, đặc biệt là cho nhà môi giới trong cái sản phẩm Meey CRM, hoặc là những người mà đang có nhu cầu tìm kiếm giao dịch bất động sản trên nền tảng của Meey Land chẳng hạn, đang ứng dụng công nghệ AI trong đó để giúp họ tìm kiếm nhanh và chính xác theo đúng cái nhu cầu của họ. Đó là một vài cái ví dụ cơ bản nhất về cái việc ứng dụng những cái công nghệ tân tiến nhất trong các cái sản phẩm hệ sinh thái của Meey Land mà hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy được trên các cái sản phẩm đã tung ra trên thị trường, để anh chị em dễ hình dung. Và đó là cái sự khác biệt, nói thẳng về mặt công nghệ, chúng ta nói rõ hơn là đó là sự khác biệt rất lớn mà các sản phẩm của Meey Land đang còn so với những cái đơn vị khác, những cái sản phẩm tương tự trên thị trường hiện nay. Xin cảm ơn câu trả lời của anh Hoàng Đường. Hệ sinh thái công nghệ bất động sản Meey Land là dự án quan trọng của công ty cổ phần tập đoàn Meey Land, tiên phong trong việc số hóa các giao dịch bất động sản. Hệ sinh thái Meey Land đang xây dựng và phát triển 26 sản phẩm, nền tảng, ứng dụng các công nghệ 4.0 như AI, Blockchain, Big Data, IoT, điện toán đám mây, cổng thông tin bất động sản, website meeyland.com và ứng dụng Meey Land kết nối những người có nhu cầu mua và bán bất động sản với hơn 1 triệu người dùng, 4 triệu lượt xem tin đăng hàng tháng, 3 triệu tin đăng bất động sản. Nền tảng chạy quảng cáo Facebook và Google dành riêng cho bất động sản Meey S. Meey S cung cấp những mẫu quảng cáo tự động có tỷ lệ chuyển đổi cao hoặc lựa chọn kết nối với các chuyên gia quảng cáo. Nhờ đó, tối ưu và tiết kiệm ngân sách cho chủ đầu tư và nhà môi giới bất động sản. Chỉ sau 1 năm ra mắt, Meey S đã có hơn 2.000 chiến dịch được khởi tạo, hơn 100 marketer trong mạng lưới. ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản Meey CRM. Đơn giản, hiệu quả, bảo mật, Meey CRM ứng dụng các công nghệ thông minh giúp nhà môi giới tối ưu hóa các cơ hội bán hàng. Đồng thời, không gian lưu trữ không giới hạn cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn và an toàn. Meey CRM đã vượt mốc 90.000 lượt tải chỉ sau 3 tháng. Bản đồ tra cứu quy hoạch sử dụng đất trực tuyến Meey Map mới ra mắt tháng 6 và hơn 2.000 lượt tra cứu quy hoạch. Sự kết hợp giữa kho dữ liệu được công bố rộng rãi của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền với các thuật toán AI và đo đạc từ thực tế, Meey Map là công cụ tra cứu quy hoạch bất động sản đáp ứng các tiêu chí chi tiết, trực quan, đầy đủ, cập nhật và hiện đại.